có sự khởi đầu chưa hẳn thuận lợi, nhưng tràn đầy khí thế quyết tâm. Có những thời điểm, tốc độ bị chững lại, thậm chí rất khó xoay chuyển do những khó khăn khách quan. Và có những giai đoạn tăng tốc đầy bứt phá. Đó là những ẩn dụ về sự chuyển mình của Lào Cai 5 năm qua trên hành trình trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Lào Cai năm 2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra những mục tiêu phát triển được đánh giá là rất cao trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng quát là đưa Lào Cai trở thành một tỉnh phát triển của khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020. Mục tiêu to lớn đòi hỏi ý chí quyết tâm mạnh mẽ, cách làm đột phá và sáng tạo, sự đoàn kết chặt chẽ trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai. Đây chính là những thế mạnh truyền thống, là sức mạnh của Đảng bộ tỉnh sau hơn 70 năm thành lập và gần 25 năm tái lập, đã được phát huy cao độ. Trong 4 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Đảng bộ tỉnh, chương trình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế với 5 đề án đã được Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện. Cơ cấu kinh tế, nông nghiệp giảm từ 15,4% xuống còn 12,2%, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng từ 42,58% lên 45,3% và dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%. Trong bối cảnh diện tích canh tác không tăng, một số nơi giảm do chuyển đổi thành đất đô thị, công nghiệp và hạ tầng, nhưng khối lượng nông sản ngày càng dồi dào do tăng năng suất. Yếu tố quan trọng giúp tăng thu nhập nông nghiệp là nâng cao chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thuận với nâng cao giá trị sản phẩm. Rõ ràng nhất là ở những diện tích chuyển sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt tới 260 triệu đồng một hecta một năm. Đầu nhiệm kỳ, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mới chỉ xuất hiện nhỏ lẻ và còn xa lạ với phần lớn nông dân. Tới nay đã mở rộng 2.744 ha, 14.515 ha nữa cũng đã chuyển sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng một phần công nghệ cao. Trong thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đã 2 lần được tặng huân chương lao động, cờ thi đua và bằng khen của chính phủ. 51 trong tổng số 127 xã đã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, vượt 12% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh và vượt 14% chỉ tiêu Trung ương giao. Trung bình mỗi xã đạt 14,7 tiêu chí nông thôn mới, thể hiện sự cải thiện đáng kể bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân. Tỉnh đã huy động 20.000 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư thực hiện chương trình này, đồng thời khơi dậy tinh thần tự giác tham gia của người dân bằng những chương trình hành động cụ thể như làm nhà, làm bếp, xếp sau làm đường, mở đường làng, đất vàng cũng hiến. Năm năm qua,
Các khu cụm công nghiệp hoạt động ổn định thu hút 168 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 25.000 tỷ đồng để phát triển sản xuất và tạo việc làm cho lao động địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 36.180 tỷ đồng, vượt 8% so với mục tiêu đại hội và tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Lào Cai không chỉ là một vùng khai thác và cung cấp tài nguyên khoáng sản, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đã tăng lên đáng kể. Các khu cụm công nghiệp tiếp tục hoàn thiện về hạ tầng, hệ thống quan trắc và xử lý môi trường, đảm bảo sự phát triển ngày càng bền vững, an toàn hơn. Cùng với việc đầu tư hạ tầng, những sáng kiến của Lào Cai trong quản lý cửa khẩu như lập đội xe trung chuyển đã giúp cửa khẩu quốc tế Lào Cai vượt qua những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Hoạt động xuất nhập khẩu không bị ngưng trệ, góp phần duy trì chuỗi cung ứng cho sản xuất nội địa cũng như xuất khẩu nông thủy sản. Cách làm này đã khẳng định quyết tâm của Đảng bộ tỉnh không để dịch bệnh cướp đi những thành quả phát triển, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Lào Cai trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Năm 2016, Lào Cai đón 2,6 triệu lượt khách. Năm 2019 đạt mức cao kỷ lục 5,1 triệu lượt khách, vượt 30% so với mục tiêu đại hội. Sự phát triển của du lịch Lào Cai 5 năm qua là kết quả của việc xác định đúng và khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, giữ gìn và không ngừng làm giàu tài nguyên du lịch. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi, an toàn, thân thiện, đẩy mạnh quảng bá, thu hút những nhà đầu tư có năng lực với các dự án quy mô lớn, tạo sức lan tỏa cho cả nền kinh tế địa phương. Riêng khu du lịch quốc gia Sapa đã có 33 dự án đầu tư có ý nghĩa rất lớn trong việc đưa Sapa trở thành khu du lịch quốc gia và định hình thị xã du lịch Sapa. Sun Group xem Lào Cai là một trong những địa bàn đầu tư chiến lược. Trong suốt quá trình đồng hành cùng địa phương, chúng tôi may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp chính quyền, từ việc tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho đến thủ tục hành chính, cho đến quá trình triển khai các hoạt động kinh doanh du lịch. Du lịch cộng đồng, mô hình du lịch thế mạnh của Lào Cai đã phổ biến ở nhiều địa phương trong tỉnh, lấy không gian sống và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số làm trung tâm để phát triển du lịch. Mô hình này ngày càng chuyên nghiệp hơn, biến những bản làng vùng cao heo hút thành điểm đến hấp dẫn, chuyển đổi sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân bản địa. Tôi thích các vùng núi, tôi thích đồ ăn nữa, đồ nướng, các món súp, các món cá. Và người dân ở đây thì quá là thân thiện. Những người phụ nữ ở đây rất mạnh mẽ, thông minh và vui tính. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, công bố thành lập thị xã Sapa. Đây là thành quả tiêu biểu của việc triển khai thực hiện đề án số 4 về phát triển mạng lưới đô thị. Các đô thị trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi mạnh mẽ với diện mạo văn minh hiện đại, môi trường sống có chất lượng cao, thực sự trở thành trung tâm lan tỏa sức phát triển trong mỗi khu vực. Tỷ lệ dân số đô thị của Lào Cai hiện đạt 26%, là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất ở khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại mở ra hướng phát triển bền vững cả về kinh tế và văn hóa xã hội. Khi Sapa lên thị xã, mọi người dân đều phấn khởi và kinh tế được phát triển như là dịch vụ du lịch cũng như là các nhà hàng, khách sạn ngày càng phát triển và thu nhập tăng thêm đời kinh tế cho đời sống của nhân dân. Các thành tựu kinh tế Lào Cai đạt được một phần quan trọng nhờ huy động thành công và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Tổng nguồn vốn huy động được trong giai đoạn từ 2015 đến 2020 của toàn tỉnh là 170.096 tỷ đồng, đạt 117% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15 đề ra và gấp 2,2 lần so với nhiệm kỳ trước. Nhiều sự kiện được tổ chức, nhiều kênh thông tin kết nối doanh nghiệp được thiết lập, để lãnh đạo tỉnh có thể tiếp nhận và giải quyết ngay những kiến nghị của doanh nghiệp. Chỉ riêng Hội nghị Đầu tư xúc tiến thương mại và du lịch, Lào Cai đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư khoảng 5,3 tỷ đô la.
Các cơ chế chính sách được rà soát và hoàn thiện, cải cách hành chính được đẩy mạnh ở tất cả các cấp, tháo gỡ rào cản đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền kiến tạo, hỗ trợ tối đa nhất cho doanh nghiệp. Lào Cai là một trong những tỉnh duy trì tốt vị trí trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng, đánh giá, công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Thông điệp của Lào Cai trong nhiều năm qua, có thể nói gọi là thương hiệu, đó là doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển. Và Lào Cai luôn xác định là giúp các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, chính là giúp đỡ mình và tạo điều kiện chính cho bản thân mình. Liên tục không tự bằng lòng, liên tục tự suy ngẫm, liên tục có cái sự sáng tạo để vươn lên. Và chính đây là truyền thống rất quý của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Lào Cai từ khi chia tách đến nay. Thì Lào Cai xác định sẽ đi vào chiều sâu và chất lượng tăng trưởng, phát triển xanh, phát triển mang tính bền vững, hài hòa giữa vùng đô thị, vùng nông thôn, giữa phát triển kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường. Đây là mục tiêu ưu tiên của tỉnh trong cái thời gian tới đây. Một chỉ số đo lường chính xác tốc độ phát triển kinh tế của Lào Cai là chỉ số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, dự ước năm 2020 đạt 9.500 tỷ đồng, gấp 1,72 lần năm 2015 và vượt 5,6% so với mục tiêu đại hội. Sự chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế trong 5 năm qua được tạo ra từ chủ trương đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, thực hiện kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả đường lối của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào 3 đột phá chiến lược: công nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu. Lào Cai được chính phủ kỳ vọng sẽ là điểm sáng kinh tế của đất nước. Với niềm tin, với tiềm năng, lợi thế và cơ đồ đang có hiện nay, tôi tin rằng nếu chúng ta quyết tâm cao thì trong vòng 20 năm nữa, 15 đến 20 năm nữa, Lào Cai sẽ là một điểm sáng lớn trên bản đồ kinh tế Việt Nam, một trung tâm thương mại, đầu tư, du lịch của Việt Nam, của khu vực, một điểm đến hấp dẫn không những chỉ là ở Việt Nam, ở khu vực châu Á mà thế giới. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài là hai mục tiêu bao trùm của đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh đã ưu tiên nhiều nguồn lực cho phát triển giáo dục, củng cố kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở tất cả các địa bàn. Đó là những tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đã thực sự trở thành nòng cốt phát triển giáo dục vùng cao. 5 năm qua cũng là giai đoạn thăng hoa của giáo dục chất lượng cao. Lào Cai tiếp tục duy trì vị trí tỉnh dẫn đầu khu vực về số học sinh giỏi quốc gia và đứng top đầu cả nước về nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Nhiều tên tuổi học sinh đã làm rạng danh Lào Cai với các giải thưởng quốc tế và học bổng của các trường đại học danh tiếng nhất thế giới. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đào tạo cho khoảng trên 80.000 người, trong đó 19.000 người có trình độ cao đẳng và trung cấp, góp phần nâng tỷ lệ người qua đào tạo nghề của Lào Cai từ 43,1% năm 2015 lên 56,89% năm 2020. Chỉ cần đến Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, thậm chí các bệnh viện huyện tại Mường Khương, Sapa, người bệnh vẫn có thể được các giáo sư tiến sĩ chuyên khoa đầu ngành chẩn đoán, hướng dẫn điều trị. Điều đáng mơ ước này là kết quả của quá trình xây dựng bệnh viện vệ tinh, một nội dung của đề án phát triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế, triển khai hiệu quả các chương trình y tế quốc gia và tăng cường năng lực dự phòng của y tế tuyến cơ sở. 1.436 tỷ đồng đã được đầu tư để xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất cơ sở y tế, mua sắm trang thiết bị và nâng cao trình độ đội ngũ thầy thuốc.
những bản làng nông thôn mới khang trang, no ấm, bình yên, những con đường bốn mùa hoa nở. Bản sắc và các giá trị cao đẹp của nền văn hóa các dân tộc Lào Cai tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa với hàng loạt các thôn bản kiểu mẫu xuất hiện trong 5 năm qua. Giai đoạn 2015-2020 có thêm 8 lễ hội phong tục truyền thống tiêu biểu được lập hồ sơ bảo tồn. Các di tích danh thắng tiếp tục được tôn tạo, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận di tích danh thắng cấp tỉnh, 18 di sản phi vật thể cấp quốc gia. Truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát huy đã trở thành những sản phẩm độc đáo, thành nguồn tài nguyên du lịch quan trọng của Lào Cai. Kết quả này khẳng định sự đúng đắn của quan điểm lấy văn hóa làm nền tảng phát triển, đồng thời cũng bổ sung những xung lực mới cho văn hóa Lào Cai tiếp tục phát triển và tỏa sáng là yếu tố cơ bản để quảng bá về vùng đất và con người Lào Cai đặc sắc, năng động, cởi mở tới bạn bè trong nước và quốc tế. Giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo của Lào Cai giảm từ 34,3% xuống còn 8,46%. Trung bình mỗi năm Lào Cai giảm được 5,17% số hộ nghèo, vượt xa so với mục tiêu mỗi năm giảm từ 3 đến 4%. Thành công này là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó sự nâng cao về trình độ năng lực của con người Lào Cai, quyết tâm vươn lên của mỗi hộ nghèo là nguồn động lực chính để giảm nghèo bền vững. Thành công này cũng đến từ sự năng động sáng tạo của Lào Cai trong việc xây dựng chính sách và hướng tiếp cận giảm nghèo đúng đắn. Việc lồng ghép các chương trình dự án đã tạo ra nguồn lực đáng kể với tổng trị giá hơn 2.300 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo. Tất cả những thành công trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số, văn hóa, môi trường và giảm nghèo đã làm thay đổi con người Lào Cai về trình độ, sức khỏe, đời sống tinh thần, thu nhập và chất lượng sống để bước sang nhiệm kỳ mới khi các tiềm năng lợi thế tự nhiên và địa kinh tế không còn nhiều dư địa để khai thác thì con người Lào Cai chính là nhân tố tạo nên sức bật mới. Mối quan hệ đối ngoại thiết lập nhiều khung khổ hợp tác mới, làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hợp tác truyền thống, mở ra nhiều kênh thu hút đầu tư, thương mại và du lịch. Quan hệ đối ngoại với tỉnh Vân Nam Trung Quốc được nâng lên tầm cao mới, triển khai đồng bộ những nội dung hợp tác được thống nhất trong các chuyến thăm và làm việc giữa lãnh đạo cấp cao hai tỉnh, xây dựng quan hệ Lào Cai-Vân Nam trở thành hình mẫu về hợp tác hữu nghị giữa các địa phương biên giới hai nước. Chương trình hợp tác với vùng Nouvelle Aquitaine, Cộng hòa Pháp, thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc, tỉnh Bret, Cộng hòa Belarus, tỉnh Udomsai, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được thúc đẩy. Đến nay, tỉnh Lào Cai có 20 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 541 triệu đô la. Việc lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm qua đã thực sự tạo ra điểm tựa vững chắc, môi trường bình yên và cánh cửa hợp tác rộng mở để thực hiện thuận lợi các mục tiêu phát triển, đưa Lào Cai trở thành tỉnh đi đầu ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta. Đây là cuộc đối thoại trực tiếp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với cán bộ đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Văn Bản. Nhiều vấn đề từ những băn khoăn đến những ý kiến trái chiều đã được nhân dân phản ánh tới các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh. Tinh thần đổi mới phương pháp lãnh đạo đã lan tỏa tới từng chi ủy, chi bộ và mỗi đảng viên đã tạo nên sự thống nhất giữa ý chí của đảng bộ và lòng mong mỏi của người dân. Đặc biệt trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh ủy đã ban hành quy định số 28 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn thực hiện chỉ thị 05 với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng.
các cấp bộ đảng đều đưa quy định này vào nội dung sinh hoạt đảng và có kiểm điểm đánh giá định kỳ. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã thực hiện 195 cuộc giám sát, 42 hội nghị phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành 335 hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Thông qua tất cả các kênh thông tin đó, Đảng bộ, chính quyền và các cấp đã nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề dư luận bức xúc để xem xét, giải quyết, hạn chế để xảy ra điểm nóng hay sự chậm trễ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên chú trọng, quan tâm công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quy tụ tạo dựng được cái đồng thuận của toàn xã hội, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Và đặc biệt đối với các thế hệ của Lào Cai từ trước tới nay, đó là cái say mê, cái tâm huyết, cái khát vọng đối với cương vị mình, ở lĩnh vực mình, ngành mình, địa phương mình để tất cả cho Lào Cai phát triển nhanh và bền vững, chăm lo, quan tâm và giải quyết tốt nhất, hài hòa nhất lợi ích giữa các thành phần trong xã hội, giữa các dân tộc anh em, giữa các vùng miền, tạo cái động lực cộng hưởng tốt nhất cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trên cơ sở xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng đường biên giới ổn định, hữu nghị.